Anh xin chào các bạn, mình là Hoàng đến từ Piano Fingers. Đã lâu mình không có làm video clip để hướng dẫn các bạn học đàn online. Khi bắt đầu trở lại công việc này thì mình đặt ra một cái thắc mắc, ai hỏi là đến cover một cái bài nhạc mà mình yêu thích thì nó có cái bước nào không? Mình sẽ liệt kê cho các bạn các bước ha. Đầu tiên các bạn nghe cho nó nhớ cái bài đó, cho nó thấm cái bài đó. Rồi và phân tích này thì các bạn phải phân tích được bài đó ở điệu gì. Tiếp theo là các bạn nghe được cái giọng, tức là cái cung, cái tông á, hay người nước ngoài gọi là cái key, là cái chìa khóa đó. Cái key bài đó là key gì. Tiếp theo nữa các bạn nghe được cho mình bên tay phải, tức là cái phần giai điệu. Nghe cho mình bắt chước, đừng đánh lại cái phần giai điệu. Rồi tiếp theo là các bạn nghe được cái hợp âm, họ đánh hợp âm gì, rồi mình viết ra. Sau mình đủ các bước này rồi thì cuối cùng mình chỉ việc là mình ráp lại với nhau, mình tập để cho nó ra một cái bài thật là hay. Mình sẽ lấy một cái bài ra, mình phân tích thử cho các bạn xem nha. Rồi mình chọn cái bài Bù Nơi Chồng Mi. Tan tan tan, mình dò nốt trước nha. Fa Son La, giai điệu là Fa Son La. Rồi thì mình đoán luôn bài này là bài pha trưởng đó. Tiếp theo mình coi là nó ở điệu gì. Đây là nhịp gì? Nhịp 3/4. Mà 3/4 chậm như vậy thì người ta gọi là boston. Pam pam pam. Đó, đại đoạn như vậy thôi nha. Tiếp theo mình phân tích sâu vô thì mình ghi lại cái này cái kia là mình nhớ mình đánh được cái bài này thôi. Đơn giản vậy. Bài này là bài đơn giản, chưa khó. Tiếp theo mình thử một cái bài nào khác ha. Bài này thì phải nghe được cái bát pam 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 này là cha 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 nè, la trưởng nè, có đúng không? Đó là quy trình để mình tìm hiểu và mình có thể đánh được cover được cái bài đó. Đó là như vậy ha các bạn ha. Nó dễ hay nó khó là tùy thuộc vào các bạn, bởi vì có người thì học đàn giỏi rồi, việc tìm ra tông, điệu, giai điệu, hợp âm là đơn giản, nhưng có những bạn mới học thì các bạn chưa làm được điều này đó. Vì vậy trong tương lai Hoàng sẽ cố gắng để làm thêm nhiều clip hướng dẫn các bạn đánh đàn. Thì thông qua các clip đó các bạn đã biết được các điệu nhạc rồi, cũng như là nghe riết rồi mình sẽ đoán được hợp âm nó đi theo chiều hướng nào, bởi vì nó có cái quy tắc của nó ha. Mình sẽ cố gắng làm nhiều clip. Được thì các bạn ủng hộ mua đàn với mình nha. Nếu mà mình có đủ tiền rồi, có đủ tài chính rồi thì mình có thời gian, mình chú tâm và mình làm thêm nhiều clip cho các bạn để chia sẻ cho các bạn. Cái điều đó rất là thiết thực ha, công thực mới vượt được đạo ha. Xin cảm ơn nếu như các bạn ủng hộ bên mình. Rồi nếu như các bạn thích các video của mình, xin nhấn like và share để cũng như là subscribe, nút chuông để báo hiệu những cái video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn, mình là Hoàng, Piano Fingers.